Hóa ra mình đã hiểu lầm Tăng Lâm. Nó đối với con Thi là thật lòng. Tất cả đều là âm mưu thủ đoạn dẫn dụ mình vào trong. Hình như nhà mình có khách bà. Chính tôi đã gọi tới đó. Xuống mở cửa đưa người đó lên đây gặp tôi. Dạ bà. Dạ, bà chủ ơi, cô Linh tới rồi. Cô xuống dưới làm công chuyện đi. Dạ. Chào bà. Không biết là bà gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Tôi muốn cô tới đây là để nhìn thấy di ảnh của con gái tôi. Xem cô có cảm xúc gì không? Tôi đang bận rất nhiều việc. Nếu như có chuyện gì, bà cứ nói thẳng đi. Có phải chính cô đã mướn người ném con gái tôi xuống vực có đúng không? Bà đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Hả? Lúc thằng Lâm đột quỵ, tôi mới biết được điện thoại của nó từ lâu là do cô nắm giữ. Lúc cô đưa nó ra sân bay, nó đã sạc điện thoại và để quên trên xe của cô. Chính cô đã lấy điện thoại của thằng Lâm nhắn tin dụ con Thi ra cánh đồng hoa bất tử. Cái tên giang hồ mà cô thuê, nó đã bán đứng cô rồi. Bà nói cái gì? Bà gặp tên hùng điên hả? Đúng vậy. Tôi đã có trong tay chứng cứ phạm tội của cô. Bây giờ cô còn muốn nói gì nữa không? Con xin lỗi cô, là do con. Là con hồ đồ. Con xin lỗi cô. Cô ơi, đừng xin lỗi tôi. Tốt nhất là cô nên tạ lỗi trước di ảnh con gái tôi kìa. Thì tôi sẽ cho cô một con đường sống. Lỗi của con là lỗi của con. Con xin lỗi cô. Vì con ghen tức với cô ấy thôi. Con xin lỗi cô. Cô ơi tha thứ cho con. Cô ơi, con xin lỗi cô. Cô thông minh lắm mà. Cô không ngờ phải không? Thì ra từ nãy tới giờ bà cố tình bà ghi âm để bà hãm hại tôi đó hả? Thật ra bà không biết một cái gì hết. Bà tính lừa tôi đó hả? Bây giờ cô đừng nói gì hết. Chờ ngày ra tòa đi. Bà tính tố cáo tôi hả? Anh ơi, anh ơi. Dạ, con lên liền bà chủ. Im lặng, đứng im đó cho tôi. Bà chủ, im lặng. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, im lặng cho tôi. Bà không nghe lời tôi, tôi sẽ khai với công an là bà giết người cướp của. Để tiền án tiền sự của bà. Bà nghĩ đi, người ta tin bà hay là tin tôi? Bà nghĩ đi. Dạ, tôi biết rồi.
Bà chủ. Im ngay, im ngay. Bà chủ ơi, bà chủ. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.